Chào mừng tất cả các bạn lại quay trở lại bài giảng tiếp theo của cô. Hôm trước thì cô trò chúng ta đã chữa phần 1 của đề thi khảo sát chất lượng giữa học kỳ 2 môn toán lớp 8. Và ở đây là cô lấy một đề mẫu của một quận ở Hà Nội. Thế thì đối với đề này thì chúng ta đã thực hiện xong hai câu đầu tiên tương ứng với 6 điểm và trực thuộc phần đại số, đúng không? Thì hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục chữa phần hình và câu cuối cùng. Các bạn nhìn lại đề nhé. À, ở câu 1, bài 1 và bài 2 thì các bạn thực hiện thật là tốt chuyên đề giải phương trình bậc nhất một ẩn và ứng dụng thì chúng ta hoàn toàn lấy được điểm của hai phần này. Còn những cái phương trình như thế nào, cụ thể ra sao thì cô đã nói rất chi tiết ở phần 1 rồi. Các bạn có thể quay lại xem hoặc là chúng ta xem lại các bài giảng khác hoặc trong sách giáo khoa để luyện tập thêm. Thế thì các bạn nhìn cho cô bài số 3. Bài này tương ứng với 3,5 điểm. À, thông thường điểm hình được phân bổ cũng tầm như thế này. Và các bạn thấy là có 3 ý đúng không? Thì các bạn hãy ghi cho cô giả thiết kết luận. Thì vẽ hình đúng thì các bạn được một chút điểm. Đấy. Còn ở đây thì các bạn nhớ lại cho cô về chuyên đề liên quan đến tam giác đồng dạng. Và có thể trong một số đề cũng thêm phần về đa giác, diện tích đa giác nữa. Câu cuối cùng là câu lấy được điểm số 10 đúng không? Thì đây là một phần về giải phương trình, nhưng mà nó không đơn giản như ở bài số 1. Mà phương trình này thì các bạn cần phải nhận xét là có đặc điểm gì, làm thế nào để nó đỡ phức tạp. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ đi chi tiết vào bài số 3 nhé. Bài số 3 là một bài hình tiêu biểu. Thì ở đây người ta cho sẵn đề một phần rồi. Nếu mà ghi giả thích kết luận thì mình ghi ở phần đề bài cho. Nhưng mà nếu mà phần C, đây, phần C là nêu thêm đúng không? Thì các bạn cũng có thể là ghi giả thiết ở trên hoặc là ghi ở trong phần kết luận cũng được. Thế thì đầu tiên là người ta cho một tam giác vuông tại A. Đối với tam giác vuông mình thường có hai cách dựng. Một là các bạn thường lấy cạnh huyền đặt ở phía dưới ngang tầm mắt. Hai là chúng ta lấy cạnh góc vuông. Đó. Nhưng mà thông thường là mình sẽ dựng cạnh huyền. Đường cao AH và đường phân giác. Thế thì ở đây cô trò chúng ta sẽ dựng hình luôn nhé. Cạnh huyền. Đó, khi mà đặt vuông góc thì các bạn hạn chế là dựng ra một tam giác vuông cân. Các bạn lấy sao cho cái góc này lớn hơn một chút. Vì chút nữa mình sẽ dựng đường phân giác đúng không? Đó. Có thể sử dụng eke để dựng nhé. Đây là tam giác vuông ABC và vuông ở đỉnh A. Đánh dấu cho cô góc vuông à? Thông thường là các bạn nên dựng hình ra nháp trước để biết được phạm vi của hình. Và chúng ta dựng hình ở trong vở hay là bài kiểm tra sẽ là cái hình mà mình thấy đẹp nhất, dễ nhìn và nó rộng, thoải mái đúng không? Nhưng mà hạn chế là dựng hình là các bạn dựng những cái đường thẳng hay là đoạn thẳng đi qua tên của các điểm. Thế nên là chúng ta dựng trước, sau đấy mới điền thêm vào. Thì ở đây cô sẽ dựng luôn để các bạn dễ nhìn thôi. Đường cao AH đúng không? Đường cao là đường đi qua một đỉnh và vuông góc với cạnh đối diện. Ký hiệu vuông góc. Đường phân giác của góc ABC. Đường phân giác là đường nằm giữa hai cạnh và chia cái góc đó thành hai góc bằng nhau. Cách dựng đường phân giác thông thường mà các thầy cô chỉ đó là sử dụng cái thước thẳng của mình thôi. Nhưng mà chúng ta vạch ra. Đây các bạn áp sát như thế này. Sau đó chúng ta vạch một đường song song đúng không? Tương tự với cạnh AB. Đó, và theo tính chất của một cái hình thoi các bạn đã được học rồi thì nối vào nó sẽ là đường phân giác. Đó, ngày xưa có thể các bạn đã biết rồi nhưng mà không hiểu tại sao lại chia thành hai góc bằng nhau đúng không? Còn bây giờ mình đã học về phần
tứ giác rồi, mình đã biết rồi. Đường phân giác này cắt AC tại D và cắt AH tại E. Phần A là yêu cầu chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA. ABC là tam giác vuông ban đầu với HBA. Đây, nhận xét đầu tiên là hai tam giác vuông. Có bao nhiêu trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông? Bình thường là mình học dựa trên tam giác thường là có 3 trường hợp đúng không? Tam giác vuông thì có thêm phần trường hợp về cạnh huyền, cạnh góc vuông. Đó. Còn cạnh huyền góc nhọn nữa, và trong tam giác vuông thì chúng ta cũng bỏ một trường hợp là nó trùng với phần tam giác thường. Thế thì trường hợp đồng dạng mà chúng ta làm nhiều nhất đó là liên quan đến góc. Đó, thì ở đây sẽ thấy là AHB bằng 90 độ này, bằng góc BAC. Và một góc nữa là góc nào? Chính là góc B trung, đúng không? Tương tự từ hai tam giác đồng dạng này thì chắc chắn là sẽ suy ra được cái tỷ lệ ở đây. Vì các bạn nhận xét được các cạnh này là cạnh của hai tam giác ở trên. Đó. Thì phần A đơn giản cô sẽ hướng dẫn các bạn trình bày luôn nhé. Chúng ta sẽ xét tam giác ABC và tam giác HBA. Đầu tiên là các bạn có được liệt kê góc theo thứ tự của tam giác này, sau đó đến tam giác này là góc BAC bằng góc BAC là BHA bằng 90 độ. Cái này là theo đề bài suy ra được. Cô nói thêm là phần giả thiết kết luận ghi khá là đơn giản, thì các bạn giúp cô ghi phần đó. Còn trong bài kiểm tra thì chắc chắn là phải có, bởi vì mình đang học trong chương trình lớp 8. Đó. Cái phần này các bạn có thể ghi rõ hơn, đó là do tam giác ABC vuông tại A nên góc này bằng 90 độ này. Tiếp theo, AH là đường cao nên góc BHA bằng 90 độ. Và góc ABC trung. Đối với góc trung hay là cạnh trung ấy, thì các bạn cứ nêu cho cô là một cái đường hay tia là tổng quát nhất. Ví dụ như là ABC thì nhìn nó sẽ rộng hơn là cái góc ABH, đúng không? Các bạn nêu một góc lớn hơn thôi. Tức là cái tia này nó kéo dài hơn này. Từ đây suy ra tam giác ABC đồng dạng tam giác HBA theo trường hợp góc. Suy ra được những cặp cạnh tỷ lệ, đúng không? Mình cần là AB, BC và BH. Đây AB đây. AB là hai cái đỉnh đầu tiên này. Tiếp theo là HB cũng phải tương tự. Cần xuất hiện thêm AB đúng không? Thì là BA này và BC. Từ đây chúng ta nhân chéo lên thì chắc chắn là có được đẳng thức ở bên kia. Đó. AB bình thì bằng BC nhân BH. Đây chính là điều phải chứng minh, viết tắt. Các bạn chú ý là đoạn thẳng HB hay là BH thì cũng là một thôi. Nhưng mà từ cái đoạn là tam giác đồng dạng viết xuống đẳng thức này, các bạn ghi cho cô là những cặp cạnh nó tương tự nhau, tương ứng. Nhưng mà khi chuyển sang cái phần mà điều phải chứng minh ấy, thì ghi giống như là đề bài đưa ra. Đó, thì sẽ giúp cho cái tư duy logic của mình nó được rõ ràng, mạch lạc hơn. Tiếp theo là phần B. Như vậy là ở phần A là chúng ta tự tưởng tượng là có một tam giác đồng dạng với một tam giác lớn, đúng không? Hoàn toàn chứng minh được cái tam giác AHC cũng đồng dạng, nhưng mà bài này không yêu cầu thôi. AB bằng 9, BC bằng 15 và tính DC và AD. Tam giác là biết AB này, BC yêu cầu tính AD và DC. D là điểm như thế nào ạ? Chính là chân của đường phân giác giao với cạnh AC, đúng không? Các bạn nhớ
tính chất nào liên quan đến đường phân giác hay không. Những cái này chúng ta đã học rất là kỹ ở chương trình toán lớp 7 rồi. Muốn tính AD, DC thì chắc chắn là không thể đo ra được rồi, đúng không? Mà các bạn sử dụng đến tính chất của tia phân giác. Đó. Thế thì một đường phân giác của tam giác sẽ chia cái cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỷ lệ tương ứng với hai cạnh bên này. Và các bạn nhớ ngay được đó là AD trên AB thì bằng DC trên BC. Đó. Và dạng bài này làm rất là nhiều ở lớp 7, còn liên quan đến dãy tỉ số bằng nhau nữa. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ tính một chút liên quan đến cạnh AC nhé. Đây các bạn có thể nêu luôn là do AD là đường phân giác của tam giác ABC. Đó, cái điều này là theo giả thiết. Từ đây thì các bạn có thể suy ra ngay được là chúng ta có được, à đây là BD chứ đúng không? BD là AD trên AB thì bằng DC trên BC. Phần này các bạn có thể giải thích là do BD giao AC tại vị trí của điểm D. Bởi vì phải có giao điểm này thì mới chia cạnh này thành hai đoạn tỷ lệ. Còn nếu mà nó chênh vênh ở đây hay là ở bên trong ấy, thì không được, đúng không? Đó. Từ đây thì chúng ta suy ra được ngay AD trên mấy ạ? 9 thì bằng DC trên 15. Giải thích là do AB bằng 9 cm, BC bằng 15. Điều này là theo giả thiết. Đó. Thế thì muốn tính hai đoạn thẳng này, chúng ta cần biết những tỷ lệ này là bằng bao nhiêu. Và các bạn sẽ thấy là chúng cộng vào thì bằng AC. Thế thì bài này có tính được AC hay không? À có, đúng không? Theo định lý Pythagore. Áp dụng cho tam giác ABC vuông tại A ta có đó là AB bình cộng AC bình thì bằng BC bình. Tức là các bạn phải nêu tam giác này vuông tại đâu thì chúng ta mới xác định được cạnh huyền và cạnh góc vuông, thì áp dụng vào định lý Pythagore mới chính xác. Từ đây thay vào 9 bình cộng AC bình bằng 15 bình phương. Và dễ dàng tính được AC bằng bao nhiêu? 12, đúng không? Tức là AC bình thì bằng 144, hai căn thì bằng 12. Đơn vị là cm. Như vậy từ đây chúng ta sẽ áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Áp dụng, cô viết tắt chữ tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Ta sẽ được là AD trên 9 bằng DC trên 15. Ở trên đây đúng không? Đó. Thì bằng tổng tử, ở dưới cũng là tổng. Cái này được áp dụng, tức là nếu các bạn nhân vào cả cái phân thức phân số này với cùng một số khác không, và phân số này cũng thế, sau đó cộng tử với tử, mẫu với mẫu, thì sẽ được một dãy tỉ số bằng nhau như này. Đấy. Mà AD cộng DC thì bằng AC trên 24. AC thì bằng bao nhiêu? 12, đúng không? Và dễ dàng tính được rút gọn là 12. Đấy. Từ đây suy ra được AD bằng 9 nhân 1 phần 2, 4,5 cm. Và DC bằng 15 nhân 1 phần 2 và
là bằng 7,5 cm. Từ dãy tỉ số bằng nhau này thì các bạn suy ra được là AD trên 9 bằng 1/2, thì AD bằng 9 nhân ngược lên, đúng không? Đó. Thì kết thúc phần B ấy, thì các bạn thấy được là để thực hiện được, chúng ta không chỉ sử dụng kiến thức hiện tại của lớp 8 mà mình còn ôn lại rất kỹ của chương trình hình lớp 7 nữa. Trong đó sử dụng cả phần đại số, đúng không? Dãy tỉ số bằng nhau nhá, rồi áp dụng định lý Pythagore và liên quan đến cả phần tính toán. Như vậy là kết thúc hai phần đầu tiên dễ ở trong cái bài hình này, thì các bạn cần trình bày thật là kỹ để nhận được điểm tối đa. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta phần C. Tiếp theo, đối với phần C thì người ta lại yêu cầu thêm một chút về dựng hình. Gọi Y là trung điểm của ED. Thì các bạn thấy là đoạn ED chính là cái đoạn nối giao giữa BD với AH, đúng không? Và điểm D. Đó thì chúng ta lấy luôn trung điểm. Và người ta yêu cầu chứng minh là góc BIH. BIH thì cô sẽ nối Y với H nhé. Đó. Cái góc Y nhỏ này có số đo bằng góc ACB, tức là góc C này. Đấy. Thế thì đối với những bài toán mà có thêm một chút hình và yêu cầu là chứng minh một điều gì mà chúng ta thấy nó hơi phức tạp, thì đây cũng thường rơi vào những câu cuối trong bài hình. Và những câu này thì có một số đề người ta sẽ cho số điểm ít hơn những câu ở trên, nhưng một số đề lại cho bằng điểm. Nên là cô mong muốn là chúng ta vẫn tiếp tục làm được một chút nào đó, cũng không nhất thiết là phải làm hết, nhưng mà muốn được điểm tối đa thì các bạn phải có thêm quyết tâm đối với những câu tương tự thế này. Đó. Thế thì ở đây chúng ta muốn chứng minh hai góc bằng nhau. Và theo tư duy của những dạng bài về tam giác đồng dạng hay tam giác bằng nhau thì chắc chắn là đưa về tam giác đồng dạng, đúng không? Đấy. Thì ví dụ ở đây có đỉnh Y này và đỉnh C bằng nhau. Thì chúng ta nghĩ rằng là mình nên chứng minh có góc B chung thì tam giác nào bằng tam giác nào? BHI, đúng không? Và đồng dạng với tam giác BDC. Đó. Và nhìn khá là đồng dạng. Thực ra là chúng đồng dạng thật vì góc B chung và hai góc này bằng nhau. Quan trọng là bây giờ chúng ta cần chứng minh theo một cách khác, chứ không được sử dụng góc Y và góc C. Dễ thấy là mình có thể lập tỷ lệ, đúng không? Lập tỷ lệ. Ở đây thì cô sẽ sử dụng một cái sơ đồ phân tích đi lên nhé. Đó là muốn chứng minh góc BIH bằng ACB. Thì các bạn nghĩ đến việc mình chứng minh tam giác BIH đồng dạng với tam giác BCD. Đấy. Và bây giờ có góc B chung thì mình nghĩ đến là cần phải đi chứng minh tỷ lệ. Đó là BH trên BD, đúng không? Đây các bạn có thể lấy cặp ở đây. Bằng BI trên BC. Nhiều bạn là nhìn rất là nhanh, các bạn thấy ngay được là BH, BC nhân với nhau thì nó khá giống với cái phần mà chúng ta vừa làm phần A, đúng không? Ở đây cô suy ra một chút nhá. Đoạn này thì suy ra được là BH nhân BC thì bằng BI nhân BD. Đấy. Và dựa vào phần A, đúng không? Thì các bạn thấy được là chắc chắn là bằng AB bình. Và cái quan trọng là chúng ta cần phải đi chứng minh điều này. Đấy, chứng minh xem chúng có bằng nhau hay không. BI nhân BD bằng AB bình phương. BI nhân BD bằng BA bình phương. Nếu mà các bạn ở trong tình huống là mình đã học lớp 9 thì bài này rất là dễ để nhìn ra vì nó liên quan đến một phần kiến thức về hệ thức lượng. Nhưng mà chúng ta đang ở lớp 8 thì các bạn sử dụng chủ yếu là tam giác đồng dạng. Thì rõ ràng là cái cặp này chúng ta hoàn toàn chứng minh được là hai tam giác nào đồng dạng ạ? Chung góc B, đúng không? Chúng ta chuyển hướng là chứng minh tam giác. Cô nối thêm nhé. Tam giác ABI
đồng dạng với tam giác. ABI thì sẽ là DBA. Tại sao? Bởi vì chung góc B và có được cái tỷ lệ này. Các bạn suy ra thêm cho cô một bước nữa. Đấy. Thế thì hai tam giác đồng dạng thì chắc chắn là các bạn thấy ngay được góc Y này phải là góc vuông, đúng không? Và cái mấu chốt là mình cần đi chứng minh góc Y này là góc vuông mà Y lại là trung điểm của ED thì có phải là tam giác ADE bắt buộc phải là tam giác cân không? Đúng không? ADE cân. Hơn nữa nó còn phải cân tại A. Đó. Thì ví dụ như là hướng tư duy của mình theo cách nào các bạn có thể dựng một sơ đồ tương tự như thế này ra nhá. Và nếu mà nó không phù hợp lắm thì chúng ta lại chuyển hướng khác. Nhưng mà khi kiểu sơ đồ như thế này thì giúp chúng ta thấy được một cái cách, các bước rất là rõ ràng, đúng không? Và khi trình bày thì cũng không bị thiếu bước. Đó. Thế thì tam giác này cân thì cần chứng minh như thế nào đây? Hoặc là AD bằng với AE, đúng không? Hoặc là hai góc ở đáy bằng nhau. Nhiều bạn là thấy được là phần B là người ta yêu cầu chứng minh AD và DC, không biết là có sử dụng được không. Nhưng mà đối với phần B người ta cho số liệu, nhưng các bạn nhớ là nó chỉ ở trong phần B thôi, và hạn chế sử dụng nó ở các phần khác. Chúng ta coi như phần này là đề độc lập từ phần A trở lên, được chưa? Nào các bạn hãy suy nghĩ thêm cho cô một chút. Tại sao tam giác này cân? AD bằng AE có được hay không? Cạnh khó thì góc, đúng không? À đây rồi. Đó là góc D này thì như thế nào? Bằng góc C ở đây cộng với góc B1. Cô sẽ ký hiệu B1, B2 nhé. Đó, bằng góc C cộng với góc B1 vì góc ngoài của tam giác. Còn góc E thì bằng B2 cộng với góc A, gọi là A1 đi, đúng không? Mà B2 và B1 bằng nhau. Đấy, nên chắc chắn là phải đi chứng minh A1 bằng C. Điều này có đúng không? Có, vì nhận ra là tam giác đồng dạng ở phần A thì suy ra được điều đấy. Như vậy tam giác này là tam giác cân và chúng ta đã hoàn toàn chứng minh được phần mà người ta yêu cầu. Đó. Thế thì đối với phần C, không chỉ có cách làm mà cô hướng dẫn ở đây, ngoài ra còn có thêm một vài cách tư duy nữa. Ví dụ góc Y này cần bằng góc C thì cần chứng minh bằng góc A1, đúng không? Thì như vậy là góc Y bằng góc C thì có bằng góc A1, đúng không? Và chúng ta chuyển hướng sang tam giác EIH đồng dạng với EAB. Đấy, thế sau các bạn lại lập cho cô một cái tỷ lệ liên quan đến cạnh EI, EH, EB và EA. Nhưng mà hướng đó chắc chắn cũng sẽ làm được. Tại vì thực ra là tư tưởng nó cũng sẽ như thế này. Và cái quan trọng vẫn là đi chứng minh tam giác ADE cân. Đấy, thế đến đây là cô sẽ hướng dẫn các bạn trình bày một số bước cụ thể. Nhưng mà chúng ta vẫn chú ý hơn về việc là để được điểm tối đa thì các bạn phải làm đầy đủ các bước và ghi giả thiết đầy đủ. Đầu tiên thì các bạn chứng minh cho cô góc A1 bằng góc C. Hoặc là đi chứng minh như vậy để giúp chứng minh tam giác này cân, đúng không? Đó. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA. Cái này là chứng minh trên. Từ đây suy ra được góc C. Góc C nó có một mình thôi, nên là được phép như thế này. Nhưng mà tại vị trí D chẳng hạn thì các bạn cần phải đọc đầy đủ ra. Bằng góc A1, hai góc tương ứng. Đấy. Thế thì các bạn xét cho cô tam giác BDC. Xét tam giác BDC có góc, cô gọi đây là góc D1 luôn nhá, cho dễ. E1. Góc D1 có số đo bằng góc B1 cộng với góc C
Giải thích là góc ngoài tam giác. Góc ngoài. Cô viết tắt nhá. Cô viết tắt một chút các bạn chú ý. Góc ngoài của tam giác. Và tam giác tiếp theo là EBA đúng không? Thì cũng có góc E1 bằng góc B2 cộng với góc A1. Đấy cũng là góc ngoài. Góc ngoài tam giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nó. Từ đây thì chúng ta dễ dàng suy được. Do đó, góc D1 bằng góc E1. Các bạn có thể giải thích là do B1 bằng B2. Cái này là theo tia phân giác. Có thể suy ra từ giả thiết. Và góc C bằng góc A1. Điều này là do chứng minh trên. Đó. Từ đây suy ra tam giác AD E cân tại A. Cân tại A thì suy ra được là AI vuông góc với DE. Tại sao? Là do AI là đường trung tuyến. Thì đường trung tuyến cũng là đường cao trong tam giác cân ứng với đáy. Đường trung tuyến. Từ đây suy ra được là cái mà chúng ta cần là góc Y này bằng 90 độ đúng không? AIB bằng 90 độ. Đó, và bây giờ mình đi chứng minh tam giác ABI đồng dạng với DBA. Xét ABI đồng dạng và tam giác DBA. Có đầu tiên là góc B2 chung đúng không? Có số 2 đó là góc AIB thì bằng góc BAD bằng 90 độ. Cái này thì ai cũng biết rồi. Từ đây suy ra hai tam giác đồng dạng. Theo trường hợp góc góc. Đó, và các bạn hoàn toàn suy ra được tỷ số tương tự như cách chúng ta chứng minh của phần A ấy. Suy ra được AB trên BD thì bằng BI trên BA. Suy ra AB bình bằng BI nhân BD. Đó, giống chưa? Đấy. Tiếp theo là chúng ta suy ra được là BH nhân BC thì bằng BI nhân BD đúng không? BH nhân BC BI nhân BD. Do này AB bình lại bằng BC nhân BH. Cái điều này là theo chứng minh ở phần A rồi. Tức là cô nói lại này, ở phần này ấy, là cô trình bày theo cái sơ đồ này là theo đi lên. Nhưng mà cô đã lược đi một số bước mà các bạn có thể trình bày bổ sung thêm vào để cho bài toán chặt chẽ hơn. Ở đây thì cô thường là ghi kết luận luôn và sau đó giải thích thêm bằng cách mở ngoặc. Đấy. Từ đây là dễ dàng suy ra được cặp tỷ lệ cần tính đúng không? BH trên BD thì bằng BI trên BC. Cái này liên quan đến tỷ lệ thức thôi. Và dễ dàng chứng minh được hai tam giác này là đồng dạng bởi vì chung góc và hai cặp cạnh kề thì tỷ lệ. Xét tam giác. Cô làm nhanh nhá. BIH BCD. Đầu tiên là góc B1 chung. Tiếp theo là BH
trên BD thì bằng BI trên BC. Cái này là theo chứng minh ở trên rồi. Đây, vừa chứng minh xong. Và dễ dàng suy ra được hai tam giác đồng dạng. Theo trường hợp nào? Cạnh góc cạnh, đúng không? Đấy, và cuối cùng là suy ra hai góc cần chứng minh bằng nhau. ACB. Đây là điều phải chứng minh. Đó, các bạn nhìn qua lại cho cô về cách chúng ta trình bày. Thông thường là để dễ nhìn đối với những bài hình thì các bạn nên là trình bày rộng ra một chút liên quan đến các dòng và đặc biệt là liên quan đến phần tỷ lệ. Đó. Và chúng ta ghi thật rõ về các điểm, ví dụ như B và D là phải khác nhau, đúng không? Một số bạn là ghi tương tự, các thầy cô rất là khó dịch. Và đặc biệt chú ý là đối với cái hình, các bạn vẽ thoáng hình một chút nhá. Có một số bạn là cô biết là các bạn dựng hình rất là nhỏ, chúng ta rèm nhiều hơn đi, bởi vì lên lớp 9 hình nó còn phức tạp hơn nữa cơ. Kết thúc bài số 3, để lấy được 3,5 điểm thì đặc biệt là khó khăn đối với phần C, đúng không? Các bạn cần có một cái tư duy mà không chỉ là nhớ được đề bài nhá, mà còn nhớ được những hệ quả, kết quả chúng ta đã làm được ở hai phần trên và đi áp dụng vào. Đấy. Ngoài ra cần nhớ thêm được về liên quan đến kiến thức về góc ngoài tam giác cân, liên quan đến trung tuyến và liên quan đến các tam giác đồng dạng. Một lần nữa thì cô nghĩ rằng là chúng ta nên luyện tập nhiều hơn đối với những dạng bài này để cho quen. Còn bây giờ thì mình đã hoàn toàn nhận được một số điểm khá là nhiều rồi. Bây giờ cô cho chúng ta sẽ chuyển sang câu cuối cùng trong bài kiểm tra. Tiếp theo là bài số 4 tương ứng với 0,5 điểm. Đấy. Thế thì trong một số đề kiểm tra thì chúng ta thường là có mục tiêu thực hiện khoảng 9 điểm trở lên, đúng không? Các bạn làm thật tốt những điểm đó rồi chúng ta mới nghĩ đến những điểm cuối cùng. Và đương nhiên là những câu cuối cùng để được điểm tối đa thì nó phải là những câu không hề đơn giản. Tuy nhiên thì không phải là câu nào chúng ta cũng không làm được, mà các bạn cần đặt cho mình những cái mục tiêu là có thể hiểu một chút và thực hiện một chút các thao tác thì có thể là sẽ được một chút điểm. Đó. Thế thì đối với bài tập cụ thể ở đây là giải phương trình thì các bạn liên hệ đến những phương trình mà chúng ta đã biết ở trong chuyên đề mà mình học rất là nhiều. Đấy là phương trình bậc nhất một ẩn, đúng không? Thế còn ở đây chúng ta còn nhìn thấy được về đây là một hằng đẳng thức này. Đây cũng vậy. Đặc biệt là đối với ngoặc số 3 thì bằng tổng của hai ngoặc bên kia. Nhưng mà nó bị đảo dấu. Đó, thì đó là một nhận xét nhá. Tiếp theo nhận xét là tất cả đều là mũ 3, đúng không? Bằng 0. Nếu mà bài này cho tất cả mũ chẵn ấy, thì làm lại rất là dễ. Vì tổng của mũ chẵn bằng 0 thì tất cả các ngoặc đều bằng 0. Cái này có thể chúng ta đã được giới thiệu rồi. Nhưng mà rất tiếc là ở đây là mũ lẻ. Đấy. Và để xử lý phần này thì các bạn hoàn toàn có thể đặt ẩn ra nháp để làm cho cái tư duy của mình nó gọn hơn. Ví dụ nhá. Ví dụ như cô đi đặt ngoặc đầu tiên bằng A đi. Tiếp theo ngoặc tiếp theo là B. Thế thì 4036 đúng không? Tức là cộng A và B. Đó thì trừ đi 2x này. Đây thì bằng A cộng B. Thì rõ ràng là phương trình nó trở thành A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng âm của A cộng B và tất cả mũ 3. Bởi vì 4036 trừ 2x thì là ngược lại của ngoặc thứ 3 này. Đó. Nếu mà là bậc chẵn thì chúng ta đã hoàn toàn đảo lại được rồi, đúng không? Nhưng là bậc lẻ thì không được. Đó. Thế thì ở đây chúng ta tách ra thì có thể thấy được ngay. Chuyển dấu âm này ra ngoài này. Đến đây các bạn có thấy quen thuộc không ạ? Ừ, chính là các hằng đẳng thức thôi, đúng không? Và các bạn nhớ được là nếu mà chúng ta phá hằng đẳng thức thứ 3 này thì sẽ nhóm được dưới dạng tích cụ thể như sau. Trừ đi A mũ 3 cộng 3 A bình B 3 AB bình cộng B mũ 3.
Đấy. Thế thì đến đây là chúng ta phá ra thì sẽ triệt tiêu được A mũ 3 và B mũ 3. Chỉ còn là 3A bình B, 3AB bình. Giải phương trình hiện tại ở lớp 8 mà phương trình chúng ta sử dụng nhiều nhất, ngay cả những bài nâng cao, đó là phương trình tích. Đây, đưa về dạng tích. Đặt 3AB ra ngoài, đúng không? Trong còn A cộng B bằng 0. Thì rõ ràng ở đây có các thừa số là AB và tổng A cộng B và số 3. Mà một tích bằng 0 thì đây là phương trình tích rồi. Các bạn suy ra được ngay. A bằng 0 hoặc B bằng 0 hoặc A cộng B bằng 0. Đấy. Và bây giờ thì A bằng 0 thì x bằng 2017. B bằng 0 thì x bằng 2019. Còn A cộng B bằng 0 thì đây, đúng không? Dễ dàng tính được. Như vậy là về cách tư duy của bài cuối này là chúng ta có thể làm gọn lại bằng cách đặt ấn phụ. Và khi nói đến cách trình bày ấy, thì các bạn có thể trình bày thuần theo x ở đây. Cũng có thể là đặt ẩn theo AB. Nhưng mà đặt ẩn thì các bạn thấy có hai ẩn mới ấy, cần có điều kiện. Thực ra là trong bài này thì cũng không có điều kiện gì cả ngoài việc nó thuộc tập số thực, đúng không? Nhưng mà trong một số bài lại rất là cần thiết. Nên là các bạn nhớ là nếu có ẩn mới thì xem xét có điều kiện hay không. Đó. Thế thì bây giờ để đơn giản thì cô cũng vẫn chuyển từ AB chuyển sang dạng bình thường như kia thôi nhá. Nó sẽ dài hơn một chút thôi, nhưng mà đỡ phải đặt ẩn. Các bạn chép lại cho cô vấn đề này. À, cô nói thêm một chút là đối với những dạng phương trình như thế này thì hoàn toàn người ta có thể sử dụng nó và thay thế các số là các bạn sẽ lại nhận được một cái phương trình khác. Ví dụ như năm nay của mình là năm nào thì người ta có thể thay các số 2017, 2019 vào, đúng không? Thì sẽ được một phương trình mới. Và cách làm nó cũng tương tự như thế này thôi. Vì chắc chắn là cái 4036 này sẽ bằng tổng của hai số bên này. Đấy. Hoặc là người ta sẽ nhân tung hết ra thì cũng sẽ được một cái dạng khác. Ở đây thì mình đi viết ngoặc số 3, đúng không? Bằng tổng của hai ngoặc đầu tiên, nhưng mà phải đặt đổi dấu. 2019 trừ đi x. Các bạn viết y hệt như ở đây này. Đây là bước này. Nhưng mà A thì chúng ta viết dài hơn thôi. Âm của 2017 trừ x cộng 2019 trừ x mũ 3 bằng 0. Dùng dấu tương đương nhá. Cộng 2019 trừ đi được chưa? Đó chính là bước này. Và tiếp theo chúng ta tách. Đầu tiên là 2017. Cô sẽ phá ngoặc luôn nhé. Trừ 3 nhân 2017 trừ x bình 2019 trừ x và trừ 3 À, các bạn nhìn lại cho cô. Ở đây chúng ta rất dễ bị nhầm về dấu. Ví dụ như dấu cộng này thì nó ở trên, đúng không? Giữ nguyên. Các dấu trong ngoặc là phải chú ý này. Có thể mình quen tay là viết thành dấu cộng. Đó, dấu trừ. Thì đây là một lập phương của một tổng. Trong ngoặc sẽ là các dấu cộng, nhưng khi phá ngoặc chuyển hết về dấu trừ. A mũ 3 trừ 3A bình B trừ 3AB bình trừ B mũ 3, đúng không? Và triệt tiêu được hai cái kia. Chúng ta sẽ đặt luôn nhân tử chung đi. Trừ 3 nhân
2019 trừ x chung đúng không? Trong là đấy. Thêm một bước nữa là bỏ luôn cái dấu trừ 3 này nhá. Bỏ đi. Bốn không ba sáu trừ hai x, và đây là một phương trình tích rồi. Các bạn ghi cho cô một ngoặc vuông lớn. Đây là phương trình bậc nhất một ẩn đúng không, thì dễ dàng tính được x bằng 2017 hoặc 2019 hoặc 2018. À, chính xác là 4036 chia đôi thì bằng 2018. Và thực ra là người ra đề có mục tiêu là xuất hiện ba con số này 17, 18, 19 đấy. Đấy. Thế nên là người ta mới chọn hai số 2017 và 2019. Nếu mà các bạn muốn xuất hiện một nghiệm là gì đó thì chúng ta cũng hoàn toàn tính ra được đúng không? Tự ra được đề. Thì đến đây các bạn kết luận giúp cô. Phương trình đã cho có tập nghiệm, không có kết luận trừ 0,25 điểm nhá. Đấy, như vậy là ba con số 2017, 2018 và 2019 thực ra chính là nghiệm của từng cái ngoặc này, đúng không? Nghiệm của từng đa thức trong ngoặc. Thế thì ngay từ đầu cô đã bảo rằng nếu mũ là chẵn thì chúng ta đã cho tất cả các ngoặc bằng 0. Bởi vì tổng của những đa thức bậc chẵn ấy bằng 0 thì từng đa thức đó bằng 0. Các bạn hoàn toàn chứng minh được. Cái này lớp 6, lớp 7 mình đã làm nhiều. Thế thì tại sao mà mình làm rất là dài rồi cuối cùng cũng lại ra là từng cái ngoặc bằng 0 đúng không? Đó. Thì thực ra là không phải chỉ có một cách như thế này. Các bạn có thể tư duy tổng quát hơn là nếu mà chúng ta xét thì liệu có một cái hàng đẳng thức nào đó để có thể áp dụng ngay được cái phần liên quan đến vế phải này hay không? Đúng không? Đó. Chứ không phải là chỉ có một biến đổi này. Về nhà các bạn có thể thực hiện thêm một vài các cách khác nhé, để xem là kết quả có ra tương tự như thế này hay không. Như vậy là ở trong phần 2 này chúng ta cũng mất khá nhiều thời gian dành cho 4 điểm cuối. Và các bạn thấy rằng là để được điểm tối đa thì chắc chắn là không phải là dễ dàng mà có được. Nên là chúng ta phải rèn luyện rất là nhiều. Và cô hy vọng là sau cái phần 2 này thì các bạn đã có thể là tự tin hơn với một vài các đề kiểm tra thử đúng không? Và các bạn hãy sưu tầm thêm nữa để chúng ta luyện tập nhiều. Có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn có thể comment để các thầy cô giải đáp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài giảng tiếp theo.